Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay, có những thông tin đáng chú ý sau. Những ngôi nhà nghĩa tình. Lễ chiến đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel tạm quản sáp nhập khu bờ Tây. Ngày 14 tháng 8, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An do Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Long An đã kính cẩn, thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, lòng tri ân sâu sắc với những sự cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tại lễ chiến, với lòng thành kính tưởng nhớ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Trạch đã trân trọng ghi vào sổ tang. Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đã có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới của đất nước. Khi đã nghỉ hưu, mặc dù tuổi cao sức yếu, đồng chí luôn quan tâm sâu sắc, dành thời gian về thăm khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh tại Đức Huệ năm 2017. Tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa 2018, đồng thời có những góp ý chỉ đạo đầy tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết với cấp ủy chính quyền Long An về định hướng phát triển của địa phương. Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Long An mãi mãi ghi nhớ biết ơn công lao đóng góp to lớn của đồng chí cho đất nước. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi. Tang lễ đồng chí được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B đường Quang Trung thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ chiến, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tháng 12 năm 1997, tháng 4 năm 2001, đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm kiên định, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thể hiện lập trường tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng. Đó là một phong cách của một quân nhân, một nhà lãnh đạo, một người cộng sản mẫu mực chân chính. Ngay cả khi không còn đương chức, nguyên Tổng Bí thư vẫn dành sự quan tâm đặc biệt nghĩa tình với đồng bào đồng chí cả nước, trong đó có quân và dân Long An. Trước đây, trong chuyến thăm Long An vào tháng 5 năm 2017, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đến thắp hương tưởng niệm, tham quan thực tế tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thạnh, huyện Đức Huệ. Tại đây, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi vào sổ lưu niệm, trong đó có đoạn: "Tôi rất cảm động khi nhìn lại những hình ảnh của quân và dân tỉnh Long An được trưng bày rất sinh động. Càng xem càng nhớ lại cả nước ta, đặc biệt là đồng bào miền Nam, trong đó có quân và dân tỉnh Long An rất vĩ đại, rất kiên cường, dũng cảm, quyết chiến, đánh thắng quân thù, lập nên những chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước, cùng miền Nam giành thắng lợi, kết thúc chiến tranh 1975, đất nước thống nhất." Trước đó, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thắp hương và tham quan không gian trưng bày tại công viên tượng đài Long An, qua đó hồi tưởng những chiến công, dấu ấn tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tái hiện cuộc đấu tranh trên mảnh đất Long An hiền hòa, bình dị nhưng rất đỗi hào hùng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm Long An không chỉ thể hiện sự quan tâm động viên của đồng chí dành cho Long An mà còn là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi, nhưng hình ảnh một Tổng Bí thư hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân sẽ còn sống mãi trong lòng chúng ta.
ngày 14 tháng 8 năm 2020, Hội đồng Nhân dân huyện Cần Chuột khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2020, tổ chức kỳ họp lần thứ 18, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bí thư huyện ủy Phạm Văn Bốn đến dự. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thông qua tờ trình về đề nghị ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh sửa đổi một số nội dung của nghị quyết số 13 ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện Cần Chuột năm 2019. Tờ trình về đề nghị ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh sửa đổi một số nội dung của nghị quyết số 14 ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện về việc xử lý kết dư ngân sách huyện năm 2019. Tờ trình về đề nghị ban hành nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua các nghị quyết. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Lê Thị Phương Thảo để nhận nhiệm vụ mới. Bầu ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Hồ Văn Sơn, nguyên trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện do nghỉ hưu, đồng thời bổ sung chức vụ ủy viên Ủy ban Nhân dân đối với ông Trần Văn Ngọc Sinh, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và bà Dương Bích Cảm, trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa quân dân tại phường 1, thị xã Kiến Tường. Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đến dự và trao quyết định. Cùng dự có Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Căn nhà được trao cho chị Trần Thị Minh Hạnh, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường, có diện tích 80m², kinh phí xây dựng hơn 120 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Cá nhân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Văn Trai tặng 40 bao xi măng, số còn lại do gia đình góp thêm. Căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng nằm trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với cơ sở, vận động mạnh thường quân thực hiện tốt chính sách về nhà ở cho người nghèo, hộ nghèo của các tôn giáo. Qua đó nhằm chia sẻ giảm bớt những khó khăn về nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cùng các ngành tỉnh, thị xã và phường 1 trao tặng nhiều phần quà nhu yếu phẩm cần thiết cho chị Hạnh. Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, làm trưởng đoàn, đến huyện Tân Thạnh kiểm tra thẩm định xã Kiến Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến thời điểm này, xã Kiến Bình đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Bộ mặt nông thôn xã nhà ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Hầu hết, các tuyến đường trên địa bàn xã đều được trải nhựa, đổ đan hoặc đá xanh, đảm bảo lưu thông an toàn, xe bốn bánh đến tận các ấp. Nhà ở dân cư khang trang, đảm bảo theo tiêu chuẩn đạt trên 77% và có hơn 81% hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Có trên 95% hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Nhà nhà đều có phương tiện nghe nhìn, có điện sử dụng, đảm bảo an toàn. Nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là hoạt động hợp tác xã và các mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người là 46,2 triệu đồng một người một năm và hộ nghèo giảm còn 1,33%. Xã có 4 trên 4 ấp văn hóa, có nhà văn hóa khang trang, khu vui chơi thể thao phục vụ cộng đồng. Có 2 trên 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Xã được công nhận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2019. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%. Công tác bảo vệ môi trường luôn được xã quan tâm thực hiện tốt. Nhân dân ngày càng có ý thức trong việc tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Hàng năm, Đảng bộ chính quyền xã đạt danh hiệu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững ổn định. Qua buổi kiểm tra, đa số các thành viên đều thống nhất với những kết quả đạt được của xã Kiến Bình, đồng thời đóng góp ý kiến cho từng tiêu chí để xã hoàn chỉnh hồ sơ trình hội đồng thẩm định.
Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát mạnh trở lại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, và ngày càng diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hưng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch tại cơ sở. Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hưng, ông Lê Văn Tân cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, thực hiện chỉ đạo của trên, ngân hàng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn thể cơ quan về sự nguy hiểm cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Riêng tại các điểm thực hiện giao dịch ở các xã thị trấn, ngân hàng cũng yêu cầu tổ trưởng tổ dây chốn và hộ dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay trước khi tiến hành giao dịch, ngồi giữ khoảng cách 2 mét. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hưng sẽ tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, góp phần cùng chính quyền các cấp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng. Những năm qua, với tinh thần tương thân tương ái, nhiều chương trình cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa tình thương đã tạo ra nhiều mái ấm nghĩa tình. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các gia đình khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế. Một căn nhà kiên cố, không có gió tạt mưa lùa, có lẽ mãi chỉ là ước mơ của những người nghèo nếu không có những đóng góp hỗ trợ từ chính quyền địa phương, sự chung sức chung lòng của các mạnh thường quân. Bên cạnh những ngôi nhà tình nghĩa, tình thương thì ngôi nhà mang tên nhà tình bạn do đoàn trường Trung học Phổ thông Cần Giuộc và mạnh thường quân xây tặng đã làm ấm lòng những em học sinh còn khó khăn về nhà ở. Được căn nhà tình bạn thì em rất là vui, bởi vì lúc trước thì còn nhiều khó khăn cho nên là không xây được căn nhà. Khi có nhà như vậy, tình bạn như vậy thì em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người, cũng giống như là em sẽ cố gắng học để sau này có thể giúp đỡ được những bạn khó khăn. Trước đây, gia đình em Lê Nhật Vi, học sinh lớp 10A2, trường Trung học Phổ thông Cần Giuộc, phải sống trong ngôi nhà cũ, ọp ẹp, thiếu an toàn. Vì thế, có được ngôi nhà mới là mơ ước của cả gia đình em Vi. Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ cô học trò nhỏ Lê Nhật Vi nản lòng. Luôn là học sinh giỏi suốt 9 năm liền, một ngôi nhà được xây dựng bằng sự nhiệt thành đã giúp gia đình em an cư, ổn định cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh giúp em vượt qua khó khăn, yên tâm học hành. Thì khi mà mình biết được cái thông tin của em học sinh cùng trường á, thì mình cũng chung tay tham gia với các bạn của học sinh để mà góp một phần nào đó để xây dựng cho em có một cái mái ấm, để em yên tâm trong cái việc vấn đề là học hành sau này. Đến nay, nhà tình bạn của đoàn trường Trung học Phổ thông Cần Giuộc đã là căn nhà thứ 9. Mỗi căn nhà tình bạn sẽ được đoàn trường và mạnh thường quân ủng hộ 60 triệu đồng. Với nghĩa cử cao đẹp đó, huyện đoàn tiếp tục tạo ra những mô hình mới để góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương. Trong quá trình thực hiện nhà tình bạn thì gặp nhiều khó khăn. Cái thứ nhất, nó vẫn chưa lan tỏa rộng khắp. Cái thứ hai là một số gia đình thì hoàn cảnh rất là khó khăn, do đó là cái phần hỗ trợ đoàn trường chỉ giúp đỡ một phần cho gia đình có thể xây dựng được căn nhà tương đối khang trang. Hy vọng qua đó thì cũng rất mong các mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm để căn nhà tình bạn không dừng lại căn nhà thứ 9 mà sẽ tiếp tục tiếp nối là những căn nhà trong thời gian sắp tới là thêm nhiều căn nhà hơn nữa. Rất mong có nhiều sự chung tay đóng góp hơn nữa của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ các gia đình khó khăn về nhà ở. Chính là nguồn động viên lớn về vật chất và tinh thần để họ vững vàng yên tâm lao động sản xuất. Những ngôi nhà này sẽ góp thêm hơi ấm, nghĩa tình và xây nên những hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Sáng ngày 14 tháng 8, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Đúng 8 giờ, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được cử hành trọng thể.
Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn giao viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vô cùng thân thiết, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đoàn chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn giao viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn giao viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn giao viếng và chia buồn cùng gia đình. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn giao viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều quân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng đồng thời diễn ra trọng thể tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ viếng. Mở đầu lễ viếng là đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn cùng nhiều vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nghỉ hưu tại thành phố. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người cộng sản chân chính kiên trung, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một điển hình của đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Giao viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu còn có đoàn đại biểu Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân, các cơ quan ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố và các tỉnh thành phía Nam. Tại quê nhà của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, 8 giờ sáng ngày 14 tháng 8, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và thân quyến của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với một người con của xứ Thanh. Tại Tokyo, Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện bộ ngành Nhật Bản, phái đoàn ngoại giao của một số nước ở thủ đô Tokyo và đại diện bà con Việt Kiều đang sinh sống và học tập ở Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tiếc thương đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ các nước, đại diện các bộ ngành Nhật Bản đã ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tại thủ đô Viêng Chăn, sáng ngày 14 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bunyang Volachit, Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu, Phó Thủ tướng Lào Sornsai Sivanorn, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch Bunyang Volachit dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và ghi sổ tang. Đoàn Quốc hội Lào do Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu dẫn đầu đến viếng và ghi sổ tang. Đoàn đại biểu Chính phủ Lào do Phó Thủ tướng Sornsai Sivanorn dẫn đầu đến viếng và ghi sổ tang. Chia sẻ với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với mất mát này. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi, Đảng, Nhà nước
và nhân dân Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí cùng chung chiến hào, một người bạn vô cùng gần gũi thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một trong những đồng chí đã có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị, vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua.